Những thông tin sẽ có trong chương trình hôm nay: đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho đấu trường đỉnh cao Army Game 2021, Hải Phòng đòi VPF, VFF đền tiền nếu V-League không diễn ra theo đúng kế hoạch, Benzema có phí giải phóng hợp đồng cao phi lý, nợ nần chồng chất Barca vay nóng thêm hơn nửa tỷ euro, IOC cân nhắc loại cử tạ khỏi Thế vận hội, David Moyes muốn Lingard tới West Ham, chưa đá Kai Havertz đã bán giày xịn làm từ thiện. Xin chào mọi người đã quay trở lại với Chuyển động 25 giờ, chuyên cung cấp các thông tin thể thao đang hot nhất hiện nay. Và ngay bây giờ hãy cùng tôi đến với nội dung chính của chương trình hôm nay. Theo thông báo chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, Hội thao quân sự quốc tế Army Game 2021 và Diễn đàn kỹ thuật quân sự Army 2021 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 23 tháng 8 tại công viên Patriot ở ngoại ô Moscow, Liên bang Nga. Khởi tranh trong 2 tuần và dự kiến kết thúc vào ngày 4 tháng 9. Đây cũng là lần thứ tư quân đội nhân dân Việt Nam tham dự. Army Game 2021 được đánh giá có quy mô lớn nhất trong lịch sử với tổng cộng hơn 7.000 người, hơn 1.100 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự. Tổng cộng 34 cuộc thi được đưa vào Army Game 2021, trong đó có 3 cuộc thi mới. Năm nay, vị trí địa lý của các quốc gia đồng tổ chức đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Các cuộc thi được tổ chức ở 10 nước và lần đầu tiên diễn ra tại Algeria, Việt Nam, Qatar và Serbia. Tại Army Game năm nay, đoàn quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tranh tài ở 15 nội dung thi đấu, sẽ bao gồm xe tăng hành tiến, lộ trình an toàn, kinh tuyến, địa hình quân sự, đội quân văn hóa, xạ thủ chiến thuật, cướp biển, người bạn trung thành, xạ thủ bắn tỉa, kỹ năng thành thục, thợ quân khí giỏi, pháo thủ giỏi, vùng tai nạn, môi trường an toàn, tiếp sức quân y, bếp giải chiến. Trong đó có hai nội dung thi được tổ chức ở Việt Nam, đó là vùng tai nạn và xạ thủ bắn tỉa. Được biết, các công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Army Game 2021 cũng như hai nội dung thi tại Việt Nam đã được hoàn tất. Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàng muốn VFF và VBF đền tiền nếu như LS V-League không diễn ra vào tháng 2 năm 2022. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giai đoạn 2 LS V-League đã phải hoãn lại và VBF sau khi lấy ý kiến từ hội đồng quản trị và 27 câu lạc bộ đã đề xuất VFF hoãn giải tới tháng 2 năm 2022 và đã được thông qua. Có 6 trên 14 đội V-League muốn dừng, hủy giải và công nhận kết quả hiện tại. Trong số này có Hải Phòng, Sài Gòn FC và Sông Lam Nghệ An, 3 đội đang đứng cuối bảng xếp hạng V-League. Hầu hết các đội đều cho rằng nếu giải hoãn lâu, đội bóng sẽ gặp khó khăn về kinh tế. Các đội như Hoàng Anh Gia Lai, Viettel hay Thanh Hóa thì muốn tiếp tục đá. Phản ứng gay gắt nhất với kế hoạch của VPF là BKMS Bình Dương và Hải Phòng. Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàng mới đây đã có màn đấu khẩu với VPF rất kịch tính và đã có văn bản với nội dung yêu cầu VFF và VPF phải đền 30% chi phí nếu V-League không diễn ra theo đúng kế hoạch dự định. Hải Phòng mỗi năm được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ hàng chục tỷ đồng từ ngân sách để làm bóng đá. Mùa giải năm nay con số này là 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới đây, có tin đội bóng của ông Hoàng đã giảm 70% lương cầu thủ bắt đầu từ tháng 8. Trong lúc đang gặp vô vàn khó khăn về tài chính, Barcelona vừa giảm bớt được áp lực khi vay được khoản tiền lên đến 595 triệu euro từ ngân hàng đầu tư đa quốc gia danh tiếng Goldman Sachs. Joao Laporta thường thừa nhận đội bóng của ông đã gánh khoản nợ khổng lồ lên tới 1,35 tỷ euro. Với việc khoản nợ của Barca đã vượt quá giá trị tài sản của câu lạc bộ tới 451 triệu euro, đội chủ sân Nou Camp có bán hết tài sản thì vẫn chưa trả hết nợ. Trên lý thuyết, điều đó cũng đồng nghĩa với việc gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha có tuổi đời hơn 100 năm đã ở vào tình trạng phá sản. Rất may là trong lúc đang sắp chết đuối, Barca lại vớ được cái cọc mang tên Golden Sachs. Theo Transport, ngân hàng trên đã đồng ý cho Barca mượn thêm 455 triệu euro trong vòng 10 năm với mức lãi suất ưu đãi chỉ 1,98% một năm. Ngoài ra, chiếc phao cứu sinh của Barca cũng cơ cấu lại khoản vay 140 triệu euro trước đây của đối tác. Điều đó có nghĩa là tổng gói vay của Barca hiện tại với ngân hàng này lên đến 595 triệu euro. Để có được gói cứu trợ quý như vậy nói trên, Barca phải sử dụng chính tiền bản quyền truyền hình để thế chấp. Trong trường hợp đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman tiếp tục gặp khó khăn, thì Goldman Sachs có thể cho Barca vay thêm 70 triệu euro nữa. Khi nhận được khoản vay từ Goldman Sachs, trước mắt Barca sẽ ưu tiên thanh toán những khoản nợ ngắn hạn, trả lương cầu thủ cũng như tái cơ cấu đội bóng. Tiền đạo Karim Benzema đã được Real Madrid gia hạn hợp đồng thêm một năm đến năm 2023. Đáng chú ý, mức giải phóng hợp đồng của anh vẫn là cao nhất thế giới, trị giá 1 tỷ euro. Hợp đồng của Benzema với Real sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau và đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã nhanh tay trói chân trụ cột của mình thêm một năm nữa. Benzema là cây sân bài hàng đầu của Real trong 3 mùa giải qua nên ban lãnh đạo Real rất muốn đảm bảo tương lai của tiền đạo người Pháp để không lặp lại sai lầm với cựu đội trưởng Sergio Ramos. Trung vệ người Tây Ban Nha vừa gia nhập PSG theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng. Ngoài ra, để trói chân thật chắc Benzema, Real còn kèm điều khoản giải phóng lên tới 1 tỷ euro dù anh đã 33 tuổi. Năm 2017, Los Blancos cũng từng kèm điều khoản giải phóng 1 tỷ euro với Benzema và Ronaldo, biến họ thành hai người có mức giải phóng cao nhất thế giới và hiện nay chỉ còn Benzema là đứng vị trí số 1. Benzema gia nhập Real từ Lyon vào năm 2009 và đã ghi được 281 bàn thắng sau 560 lần ra sân. Anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 5 trong lịch sử của câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha. Cử tạ sẽ bị loại bỏ khỏi chương trình thi đấu tại Thế vận hội nếu ban lãnh đạo hiện tại của Liên đoàn cử tạ thế giới không từ chức.
Nhận định trên được giám đốc điều hành cử tại Mỹ Phil Andrews phát biểu với AFP. Ủy ban Olympic quốc tế IOC đã tỏ thái độ không hài lòng với liên đoàn cử tạ quốc tế IWF và đã cho thay đổi hiến chương Olympic sau khi Thế vận hội Tokyo kết thúc nhằm giải quyết triệt để vấn đề. Quyền loại bỏ các môn thể thao có biểu hiện gian dối khỏi chương trình thi đấu hiện thuộc về ban điều hành IOC. Mặc dù cuộc bỏ phiếu cuối cùng sẽ do phiên họp của IOC quyết định, nhưng nó đang được xem lại một cuộc thanh lọc rộng rãi. Cử tạ có mặt tại Đại hội Thể thao hiện đại đầu tiên vào năm 1896 và đã trở thành một môn thi đấu cố định bất chấp lịch sử bê bối liên quan đến chất cấm khởi phát từ năm 1920. Ông Andrew giải thích lý do tại sao cử tạ nằm trong danh sách đen của IOC. Một trong các báo cáo đã chỉ rõ 40 trường hợp dương tính với doping nhưng đã bị IWF và cựu chủ tịch Thomas Ajan che đậy liên quan đến vấn đề doping khiến IOC không hài lòng. Ông hy vọng ban lãnh đạo đứng đầu là chủ tịch lâm thời Mike Irani sẽ bước sang một bên tại đại hội IWF diễn ra tại Doha, Qatar vào ngày 29 tháng 8. Nếu họ tiếp tục tham gia thì ban điều hành IOC có thể quyết định treo giò môn cử tạ vào cuộc họp tiếp theo vào ngày 8 tháng 9. Và tiếp theo sẽ là những thông tin về chuyển nhượng bóng đá nổi bật trong 24 giờ qua với hashtag chuyển nhượng. Huấn luyện viên David Moyes tự nhận ông là một fan của tiền vệ Jesse Lingard của Manchester United. Khi được hỏi về Lingard, Moyes trả lời rằng câu nói không phải dành cho tôi mà cho Manchester United, nhưng bạn biết rằng chúng tôi rất thích quãng thời gian có cậu ấy. Cựu cầu thủ Arsenal đang là cầu thủ tự do và có thể gia nhập Flamengo trong vài ngày tới. Mới đây, đội bóng Brazil cũng đã chiêu mộ thành công Andres Pereira từ Manchester United. Huấn luyện viên Klopp đã xác nhận Liverpool đã bắt đầu đàm phán hợp đồng mới với Salah. Liverpool muốn giữ Salah tới năm 2025 và biến anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử câu lạc bộ với mức lương là 250.000 bảng một tuần. Được biết hợp đồng hiện tại của Salah vẫn còn tới 2 năm. Manchester City sẵn sàng bán Laporte. Man City ra giá bán trung vệ Aymeric Laporte là 60 triệu bảng. Nhà vô địch Premier League sẽ lắng nghe những lời đề nghị trị giá 60 triệu bảng trở lên. Hiện tại cầu thủ người Pháp đang đóng vai trò dự bị cho Ruben Dias và John Stones. Juventus và Real Madrid đều đang có liên hệ với cầu thủ này. Sheffield United muốn mượn tiền vệ cánh Amad Diolo của Manchester United, nhưng huấn luyện viên Solskjaer không chắc cầu thủ này có muốn ra đi hay không. Hiện tại vị trí của Diolo ở đội 1 MU khá là chật chội, nhất là sau sự có mặt của Jadon Sancho. Ra đi theo dạng cho mượn sẽ đem đến cơ hội tốt nhất để cầu thủ được phát triển. Sevilla chiêu mộ Rafa Mir từ Wolverhampton. Sevilla công bố việc chiêu mộ thành công tiền đạo Rafa Mir từ Wolverhampton với mức phí 16 triệu euro. Cầu thủ này đã chơi ở Huesca theo dạng cho mượn mùa trước, ghi được 13 bàn thắng. Mir được liên hệ với nhiều đội bóng ở Tây Ban Nha, trong đó có Atletico, nhưng anh quyết định gia nhập Sevilla theo một bản hợp đồng có thời hạn 6 năm. Thông tin mới nhất cho thấy tiền vệ Tanguy Ndombele đã thông báo với Tottenham về ý định ra đi sau khi không được ra sân lần nào kể từ khi huấn luyện viên Nuno Santo được bổ nhiệm vào đầu mùa hè. Hôm 10 tháng 8 vừa qua, Messi đã chính thức gia nhập PSG, khép lại 21 năm gắn bó với Barcelona. 10 ngày sau khi chính thức trở thành người của Les Paris, Messi vừa trở lại thành phố Barcelona. Messi không được đăng ký ở trận PSG thắng Brest 4-2 mà đã cùng gia đình trở về xứ Catalan. Đi cùng chuyến bay riêng với gia đình Messi đã có Myanmar, tiền đạo Brazil cũng không tham dự trận đấu trên. Theo tờ Mundo Deportivo tại thành phố Barcelona, Messi và Myanmar đã gặp gỡ và đi ăn tối với người bạn thân Luis Suarez. Chân sút người Uruguay không phải tập luyện trước trận đấu với Elche ở vòng 2 La Liga 2021-2022. Cũng theo nguồn tin nói trên, Messi cùng gia đình và Myanmar sẽ nghỉ ngơi một vài ngày trong biệt thự xa xỉ trị giá 5,5 triệu bảng của tuyển thủ Argentina ở Castelldefels. Sau kỳ nghỉ ngắn ngày, Ebunga sẽ trở lại Paris và tham gia luyện tập để chuẩn bị đá trận ra mắt PSG. Theo truyền thông Pháp, nhiều khả năng Messi sẽ đá trận đầu tiên cho PSG ở chuyến làm khách Rennes thuộc vòng 4 League One vào ngày 29 tháng 8 tới. Và đây cũng có thể là trận đấu đầu tiên của Neymar cho Les Parisiens ở mùa giải này. Tiền vệ của tuyển Đức và Chelsea sẽ bán đôi giày xịn thiết kế đặc biệt cho anh ở trận derby thành lần đầu tới này. Mặc dù chưa đá nhưng Kai Havertz đã lên kế hoạch bán giày. Tiền vệ 25 tuổi, tác giả của bàn thắng giúp Chelsea vô địch Champions League vừa qua, sẽ bán giày ở dạng đấu giá để ủng hộ tiền bạc cho nạn nhân ở cơn lũ quét vừa xảy ra ở Đức, làm chết 189 người ở vùng Ahr Valley thuộc Bavaria Land, Palestine. Đôi giày đặc biệt này có tên theo phân khúc thiết kế là Nike Phantom. Kai Havertz sẽ mang nó trong trận derby London, Chelsea làm khách trên sân Emirates của Arsenal vào ngày 22 tháng 8. Kế hoạch của Kai Havertz là bán đôi giày xịn này sau khi đá xong, rồi anh cũng bán thêm chiếc áo đấu có chữ ký của anh rồi chuyển số tiền cho hội chữ thập đỏ Đức, phân phối tiền cho gia đình các nạn nhân trận lụt trên. Tổ chức mà Kai Havertz giao bán đấu giá đồ giày và chiếc áo này là tổ chức đấu giá các ngôi sao để làm từ thiện. Hình thức đấu giá là qua trang mạng của tổ chức. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chuyển động 25 giờ hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.